di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật đạo <laughs> tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh Trơn biên tập bình minh thời gian ngày hai tháng ba năm hai nghìn mười một địa điểm Học viện Tịnh Tông Úc Châu tập 311 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 364 Hàng thứ hai ở dưới lên Oai đức giả Khả kính ủy viết oai Khả tôn ái danh đức Đoạn nhỏ này Là giải thích về Oai đức rộng lớn Pháp Hoa Gia Tường Sở Viết Tuy tác di oai Ái tác di đức Thự chiết phục di oai Nhiếp thọ di đức Đây là ý nghĩa của hai chữ oai đức Không khó hiểu lắm Đối với những người Có đạo đức có học vấn mọi người nhìn thấy họ rất yêu mến họ nhưng cũng rất sợ họ oai đức chính là ý này giống như khổng phu tử Học sinh tán tháng ông ta Ông ta đủ năm đức Ôn lương cung kiệm nhường Học sinh đối với thầy chẳng ai không kinh mến Cũng chẳng ai không sợ kính phục sợ hãi tôn kính yêu thương đều đủ cả những điều này lúc chúng tôi ở tuổi còn nhỏ ở tuổi thiếu niên đối với người lớn đặc biệt là đối với các bậc trưởng thượng ở thôn quê Giống như trong kinh nói vậy Thời đó Người lớn tuổi khoảng năm 60 tuổi Đã thuộc hàng lớn tuổi Thuộc bậc trưởng thượng rồi Đã từng có sự nghi Hoặc làm qua quan liệu Gia đình có của cải thông thường gọi là hào môn quý tộc họ ở nơi nào thì nơi đó chẳng ai không kính sợ hữu hình vô hình cảm hóa một phương đầy đủ đức hạnh nhất định là lấy nhân nghĩa đạo đức Luân thường giáo hóa chúng sanh ở phương đó Chúng sanh ở phương đó đều được lợi ích của họ Oai đức của Phật Di Đà Thật không thể nghĩ bàn Tại sao? Bởi mười phương chư Phật như Lai Đều tôn trọng Ngài Đều xưng tán Ngài Đức Thế Tôn nói Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Đức Phật Thích Ca khen ngợi Tượng trưng cho tất cả chư Phật đều tán thán. Như vậy thì mười phương bồ tát mười phương tham văn mười phương đại chúng trời người có ai không kính sợ có ai không thương yêu chắc chắn là có rồi quảng đại Thám quyền kỹ dân Đại dĩ bao dung di nghệ Quảng tắc thể cực dùng châu Hàm nghĩa của hai chữ quảng đại Quảng Là thể cực Bổn thể Cực diện hoặc là nói duyên cực đều được Nó khởi tác dụng Thì diệu dụng chu biến Chu biến pháp giới Ở mọi nơi mọi lúc Nó tồn tại vĩnh hằng Và luôn luôn khởi tác dụng Nó dụng ở chỗ nào Chúng ta đầy đủ lục căng là nó khởi dụng Lục căng tiếp xúc lục trần bên ngoài Cũng là nó khởi dụng Diệu dụng chu dù biện pháp dời. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là diệu dụng của nó Thật là Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Tâm chúng sanh thiện Thì hiện ra cảnh giới thiện Tâm ác Thì hiện ra ba đường ác Tâm thanh tịnh Hiện ra cõi thanh tịnh Tâm nhiễm ô thì hiện cõi uế trượt Đây là diệu dụng của bản thể Bản thể chính là tự tánh Nó có thể hiện ra tất cả Pháp Có thể sanh ra dạng Pháp Dạng ở đây không phải là chữ số Mà là ví dụ Vô lượng vô biên Vô số vô tận Là diệu dụng của nó Từ diệu dụng Lãnh hội được Duyên cực Là duyên mạng đến cực điểm Khi một niệm bất sanh Đây là nói Không khởi tâm Không đồng niệm Đến tập khi khởi tâm đồng niệm Cũng không có Lúc này là thường tịch quan Chính là bản thể cực diên Đây là thường tịch quan Thường tịch quan là sống Thuật ngữ của người hiện nay gọi là Có cơ thể Nó không phải là chết Chết thì sẽ không khởi tác dụng Nên nó là sống Cái gì cũng không có Nhưng cái gì cũng có thể hiện Chính là diệu dụng chu biến Khi hiện không có khởi tâm đồng niệm Đến cả tập khi khởi tâm đồng niệm cũng không có Thật là tuyệt diệu Đức Phật dạy chúng ta Tùy duyên diệu dụng Diệu dụng là tự tánh khởi dụng Chúng sanh trong mười Pháp giới Trên từ chư Phật Dưới đến địa ngục vô dạng Những chúng sanh này tất cả đều đang tùy duyên Nhưng họ khởi tác dụng không tương ưng với tạnh đức Mà tương ưng với phiền não trong A-la-gia Phiền não là tình, là dục Tình là nói về thất tình Dục là nói về ngũ dục họ tương ứng với thất tình ngũ dục do đó dũng không có nhiễm nhưng lại biến thành có cảnh nhiễm dũng không có thiện ác lại biến thành có thiện ác dũng không có khổ vui lại biến thành có khổ vui suy theo a la già mà có những thứ này tuy thuận tự tánh thì không có Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát Ứng hóa trong mười Pháp giới Đều tùy duyên diệu dụng Hàng quẩn chúng sanh nhưng không nhiễm bụi trần Đây là diệu dụng Chúng ta học giáo lý Phật giáo Tứ Đức trong Hoàng Nguyên Quán Dạy chúng ta Câu thứ nhất là Tổng Nguyên Tắc Ba câu sau là Cương Lĩnh Đã nói ra cho chúng ta Ba việc cụ thể Việc thứ nhất là Oai Nghi Hữu Tắc Bất luận ở cảnh giới nào Khi tùy duyên Phải làm tấm gương tốt Không thể làm tấm gương xấu Phải làm tấm gương tốt Gọi là oai nghi hữu tắc Thái độ khi tiếp xúc tất cả chúng sanh Phải nhô hòa chất trực phải thị hiện để chịu khổ thay cho chúng sanh vì sao phải làm việc này chúng sanh không biết cảm ơn chúng sanh không biết hiếu thảo cảm ơn hiếu thảo là thay chúng sanh chịu khổ từ chỗ hiếu tâm này thì tâm cảm ơn sanh khởi. Chư Phật Như Lai ứng thân quá độ nơi thế gian này. Là nguyện lực từ bi vô lượng vô biên. Phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sanh. cũng không ra ngoài bốn đức này bốn đức này bao gồm hết tất cả chúng ta cần phải học để có thể lãnh hội được ý nghĩa này phải thực hành bốn đức này trong cuộc sống hàng ngày Như vậy chúng ta và chư Phật Bồ Tát Ngày càng thân cận hơn Ngày càng thân cận, ngày càng tiếp cận Còn nếu làm trái những điều này Thì ngày càng rời xa các ngài Bên này là Phật Bồ Tát Bên kia là tập kỳ chủng tử trong A-lại gia gần gũi a la da thì phải chịu đau khổ nhưng tiếp cận tự tánh trong tự tánh có đức năng vô tận có trí tuệ vô tận và có tướng hảo vô tận Hai câu trong hoạt đơn này Của quan Niệm Tổ nói rất hay Bổn thể cực duyên Diệu dụng chu biến Chính ở ngay trước mắt chúng ta Phải nắm bắt được nó Mới thật sự là học Phật thượng quán đại hội y... diệt di a di đà phật danh hiệu chi nhất ở trong kinh này chúng ta thấy thanh tịnh bình đẳng giá là một trong các danh hiệu của phật a di đà quán đại hội cũng là một trong những danh hiệu của phật a di đà cụ của... Quảng đại hội Tụ chi đức Thế giới cực lạc Thật sự là quảng đại hội Đại hội lớn Trong đó Tụ tập chúng thượng thiện nhân trong quốc độ của tất cả chư Phật Trong biến Pháp giới hư không giới Trong kinh Di Đà Đức Thế Tôn giới thiệu Thế giới cực lạc Đều là những bậc thượng thiện nhân Câu hội một chỗ Là một đại hội lớn Nếu chúng ta tham dự đại hội này Điều kiện chính là thượng thiện Điều kiện thượng thiện Chính là tâm bồ đề Và hành mười thiện người Đó gọi là thượng thiện Tâm Bồ Đề Chúng tôi thường giới thiệu với mọi người Là chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác từ bi Dùng tâm như vậy Tu mười thiện nghiệp Trong chân thành có mười thiện nghiệp Trong mười thiện nghiệp có chân thành Nếu nói ra từng điều sẽ hiểu được Trong không sát sanh Có chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Trong không trộm cắp cũng có trong không giọng ngữ cũng có. Nhìn ngược lại, thì trong chân thành có mười thiện nghiệp. Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Trong thanh tịnh có mười thiện nghiệp. Thuần tịnh thuần thiện Đây gọi là thượng thiện Trong thế giới cực lạc tìm không thấy người ác Mỗi người Đều là thượng thiện Không phải bậc thượng thiện Sành đến thế giới cực lạc Cũng trở thành thượng thiện vì sao bởi ở đó toàn là thượng thiện không có người ác nào nếu ta khởi ác niệm sẽ bị mọi người bảo đứng sang một bên thượng thiện đầy đủ viên mạng chúng ta có thể không học ư Dĩ thử thượng thiện Tu phổ hiền đại sĩ chi đức Lệ kính xưng tán cúng dường sám hối Nại chỉ ư phổ dài hồi hướng Nguyện nguyện viên mạng cụ túc Đây là con người sự việc quan cảnh của thế giới Tây Phương cực lạ Người ở đây tốt như vậy Ngàn ngữ thường nói Người có phước ở đất phước Đất phước thì người có phước ở Như vậy nếu nói người có phước Trong biến pháp giới hư không giới Thì người có phước số một là cư dân ở thế giới cực lạc chẳng Chuyện trách hoàn cảnh họ sống là đất phước đệ nhất người xưa nói xem phong thủy trong biến pháp giới hư không giới thì thế giới cực lạc phong thủy tốt nhất phong thủy tốt nhất là hình thành như thế nào ở nơi đó hình thành nên cư dân tốt nhất Người tốt ở thì hoàn cảnh sẽ tốt Nên nhớ rằng Trong kinh điển có câu rất quan trọng Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng của ai? Tâm tưởng của chính mình câu nói này là chân lý chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh chính mình thì đã biết bắt đầu từ đâu thay đổi từ tư tưởng của chúng ta môi trường địa cầu mà hiện nay chúng ta ở là xấu xa nhất khắp nơi đều có thiên tai điều này xưa nay trong lịch sử chưa từng có thiên tai từ đâu mà có thiên tai từ tâm con người mà ra xã hội ngày xưa Chẳng thể nói là không có người ác. Trong lịch sử ghi lại thì người ác cũng không ít. Nhưng cuối cùng thì người thiện nhiều người ác ít. Nên xã hội yên ấm. Mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an. thế giới ngày nay kẻ ác nhiều con người thiện quá ít không dễ tìm được chúng ta nhìn kỹ rồi quay lại phản tỉnh chính mình suy nghĩ những lời trong kim dày xem nghiệp chúng ta tạo có đáng đọa địa ngục chăng à, Thời nay của chúng ta Có người hiện nay Hầu như đều phạm tội sát nhân Sao? giết sinh vật thì điều đó không cần phải nói. Trong đời này chúng ta giết hết bao nhiêu? Bây giờ giết người, giết người thân, não phá thầy chính là giết người thân. Tôi còn nghe nói Có một người nào phát thai hơn 30 lần Điều này không ai có thể tưởng tượng được Đây là cố ý giết người Giết người thân của mình nếu thống kê lại thì mỗi ngày trên toàn thế giới có bao nhiêu người nào phá thai loại sát nghiệp này thật là không tưởng tượng được những linh hồn này họ không cam tâm Như trong kinh Phật nói Thì họ đến thế giới này là có duyên với chúng ta Họ đến để báo ân Nhưng ta đem họ giết đi Nên đã kết thành oán thù Còn nếu họ đến để báo oán Ta đem họ giết đi Thì oán hận chồng chất thêm oán hận Đòi nợ trả nợ vốn là quan hệ nợ nần Bây giờ lại biến thành đòi mạng trả nạn Điều này không ghi gớm sao nên từ trường của xã hội đã thay đổi người xưa nói là mơ mệt chướng khí mơ mệt chướng khí là sao là oán khí của những linh hồn này mang đến cho địa cầu rất nhiều thiên tai Ngàn ngữ nói rằng Chẳng phải không báo Mà thời giờ chưa đến Hình như hiện nay thời gian đã sắp đến rồi Nhưng con người vẫn không giác ngộ Vẫn không chịu quay đầu Nên biết rằng nhân quả bao ứng Muốn trốn cũng không được Dù có tiền của thế lực Cũng trốn không thoát được Có đầy đủ khoa học kỹ thuật Vẫn trốn không được Ngày nay Chúng ta đang sống trong ranh giới của thiên tai Mắt thấy đại thiên tai sắp bộc phát Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Thần Thánh trong tôn giáo Thần Thánh trong các dân tộc cũng đều đang gia hộ cho con người trên thế gian khuyên dạy con người trong thế gian hy vọng mọi người sẽ quay đầu trước một ngày khi thiên tai còn chưa bộc phát vẫn còn kịp quay đầu Thật sự quay đầu chính là bờ Phật Pháp nói rất rõ Rất minh bạch đạo lý này Người có trình độ trung bình Đều có thể tin tưởng sâu sắc Không nghi ngờ Đoạn trừ tất cả điều ác Nguyện tu tất cả điều thiện Nương vào kim vô lượng thọ Một lòng chuyên niệm Cầu sanh tịnh độ Thì sẽ được độ thoát Chính mình được độ còn có thể gián tiếp giúp cho địa cầu Khiến cho tai nạn trên địa cầu giảm nhẹ Chúng ta không có năng lực quá giải Nhưng có năng lực làm giảm nhẹ thiên tai Sức mạnh tập thể mới có thể quá giải Mọi người không tin rằng có số ít người Sức mạnh số ít người có thể giảm nhẹ có thể khiến thời gian thiên tai rút ngắn lại thiên à, tai ba năm biến năm. thành một năm thiên tai một năm chỉ còn ba tháng có thể làm được à, người thật sự giác ngộ Người thật sự quay đầu Sẽ làm được điều này Ngày nay chúng ta lợi dụng công cụ khoa học Như truyền hình vệ tinh Mạng internet quốc tế Để nói liền các bạn đồng tu Tâm đầu chí hợp Trên khắp địa cầu Chúng ta có nhận thức như nào? Cùng chung phương hướng Cùng chung mục tiêu Sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn đây là điều mà chúng ta cần nên làm. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát biết được, thì chư Phật Bồ Tát quan hệ và nhất định chư Phật Bồ Tát cũng giúp sức cho chúng ta. Ngày sau nhất định Chúng ta ở thế giới cực lạc Và gặp nhau Trong đại hội lớn Của Phật A-di-đà Trong đại hội lớn đó Nâng cao chính mình Duyên mãn chính mình Giống như Phật A-di-đà vậy Quan tâm yêu thương tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Nhân thập phương chúng sanh Giảng sanh cực lạc Pháp hội thịnh đại, thánh chúng vô lượng, toàn nhân di đà thành đức chi sở cảm, kim kinh viết quảng đại chánh hiển thử đức. Chúng ta cũng nghe Đức Phật thích ca mâu ni giới thiệu. Nên mới biết có thế giới cực lạc Có Phật A-di-đà Biết được đại trị đại đức đại năng Của Phật A-di-đà Từ bi vô tận Giúp tất cả chúng sanh Chúng ta vui mừng đón nhận chúng ta đối với mười pháp giới y chánh trang nghiêm không còn tâm tham luyện một lòng muốn về thế giới cực lạc để tham dự hội lớn của phật a di đà đây là do đức của phật di đà cảm giời nên toàn dưới Giới thiệu cho chúng ta cõi Phật thanh tịnh Trong kinh phẩm Quốc giới nghiêm tịnh thứ 11 Đặc biệt giới thiệu thế giới cực lạ cho chúng ta Thanh tịnh trang nghiêm Siêu du thập phương Mười phương thế giới Không thể so sánh với nó Hữu Hán Dịch Trung A Di Đà Phật Vì vô lượng thanh tịnh Phật Hoặc vô lượng thanh tịnh gia Trên đề của bộ kinh này có thanh tịnh bình đẳng tất cả đều là đức hiệu của phật a di đà cái cực lạc nãy như lai chân tâm chi sở hiện tự tánh thanh tịnh chi sở thành tự tánh thanh tịnh là chính mình. Ở đây chúng ta phải thừa đường. Nghĩa là những thứ chân tâm của mình hiện ra là những thành tựu của tự tánh thanh tịnh của chính mình khi ngài huệ năng khai ngộ câu đầu tiên mà ngài nói là đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nó chưa từng bị ô nhiễm thế giới cực lạc là do tâm thanh tịnh của phật a di đà hiện ra đồng thời cũng chính là tâm thanh tịnh của chúng ta hiện ra tâm thanh tịnh của chính chúng ta với tâm thanh tịnh của phật a di đà là một không hề sai biệt ngày nay chúng ta không thấy chân tâm là vì có chướng ngại tâm thanh tịnh của phật a di đà không có chướng ngại Nên biết Ngài Huệ Năng lúc kiến tánh Ngài cũng không có chướng ngại Nếu Ngài bị chướng ngại Thì không thể thấy được sau khi thấy rồi thì diễn diễn sẽ không mất đi. Đây là ba loại bất thối chuyển, mà trong giáo lý đại thừa thường nói, người minh tâm kiến tánh là vị bất thoái họ là thánh nhân, họ sẽ không thối chuyển trở thành phàm phu không bao giờ. Thứ hai là hành bất thoái Họ tu hành Bồ Tát Sẽ không thoái chuyện đến tiểu thừa Thứ ba là niệm bất thoái Mỗi niệm đều tương ưng với tánh đức Tuyệt đối không tương ưng với phiền não Tiền não chính là a lại gia. À, Nói anh, cách khác, họ không quân tương ưng với khởi tâm động niệm đồng phân biệt chấp trước. Họ không như vậy. À, Vì họ đã thật sự giác ngộ Nên mới gọi là Duyên chứng tam bất thối Duyên là duyên mạng Ba loại bất thối chuyển đều chừng hết Lời này Dùng cách nói của người hiện nay Đó là sự quyền bí của vũ trụ Chư Phật Bồ Tát đã mở toàn cánh cửa quyền bí của vũ trụ để chúng ta hiểu được Để chúng ta quát nhiên đại ngộ Chúng ta vừa quay đầu liền từ địa vị phàm phu Biến thành Địa vị Phật Chuyển phàm thành thánh Chỉ trong khoảng thời gian Một niệm Một niệm giác Thì từ phàm phu thành Phật Mô niệm mê Thì Phật biến thành phàm phu Đức Phật nói tình trạng của chúng ta ngày nay Là vô thị vô minh Một niệm bất giác Nên biến thành như thế này Một niệm bậc giác Tiếp theo sẽ là niệm niệm bậc giác Mới thành ra như vậy Bây giờ đảo ngược lại Niệm này đã giác Thì niệm niệm đều giác Lúc này là đã thành Phật Cầu Thiên Chốt nhất ở đây Chính là Không thể khởi tâm đồng niệm Nên nếu niệm này giá Thì mỗi niệm đều giá Điều này nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Thật sự có thể làm được. Trong đại thời giáo gọi họ là đại anh hùng. Vì sao? Bởi người thường làm không được mà họ có thể làm được. Điều này Đức Thế Tôn đã làm được Ngài Huệ Năng cũng đã làm được Là một cách nhẹ nhàng Dứt khoát Phương pháp của các ngài Là đúng xạ đốn ngộ đốn chứng thật sự hoàn thành trong một niệm sau đó một bậc là một năm hai năm ba năm 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 khai ngộ Họ cũng có thể trừ bỏ khởi tâm đồng niệm Cảnh giới họ chứng được Như Đức Thế Tôn, Lục Tổ Và Phật Di Đà không có gì khác biệt Đây gọi là tiệm tu Tiệm ngộ, tiệm chứng đúng và tiện. Là do thời gian và phương pháp có sự khác biệt, nhưng cảnh giới ngộ nhập hoàn toàn như nhau là một cảnh giới. Ngày xưa Tông môn, giáo môn Hiện giáo, mật giáo Người chứng được quả vị này rất nhiều Không phải là số ít Thị hiện ở nhân gian để làm gương tu hành tối cho chúng ta Thời đại này Người đọc sách Phật ngày càng ít Cho nên đối với Phật Pháp hình như ngày càng xa lạ đây là nhân có nhân này thì quả báo là gì quả báo chính là xã hội động loạn địa cầu biến động thiên tai nhân bất thiện dẫn đến quả bất thiện phật giáo trong thời cổ đại được quốc gia đề xướng đế dương đề xướng nó trở thành một xã hội hưng thịnh có nền trị an lâu dài nếu quý vị muốn hỏi đây là nguyên nhân gì Đây không phải là mê tín, Đây là giáo dục Kinh điển là sách giáo khoa của nhà Phật Kinh điển mỗi ngày đều dạy chúng ta buông bỏ tà ác tôn trọng thiện hành của thanh tịnh bình đẳng đạo lý là ở chỗ này đáng tiếc đế dương dùng thủ đoạn này để trị quốc bình thiên hạ nhưng chính họ không thực hành Chính mình phải thực hành Tự mình mới thành Phật được Như vậy thì thù thắng biết bao Quốc dương thành Phật Đại thần đều là Bồ Tát Đất nước này sẽ trở thành nước Phật Trong lịch sự Cốt dường hộ Phật Khuyên người khác làm Nhưng tự mình không làm Như vậy cũng không tệ Cũng hiếm có rồi Hữu Cực lạc thế giới Tức thị mật nghiêm thế giới Giữ qua tạng thế giới chi dị danh Đại thừa mật nghiêm kim dân Đại nhật như lai Y tự nang tư định Hiện ư chúng diệu sắc Sắc tướng vô hữu biên Phi dư sở năng kiến Cực lạc trang nghiêm quốc thế tùng vô lượng thọ ở đây quan niệm tổ nói với chúng ta mật nghiêm kinh minh đại nhật như lai minh là nói rõ đây là kinh điển mật tông. Đại Nhật Như Lai Trú ư nang tư chi diệu định Đây là tự tánh bổn định Định trung hiện thế giới cực lạc Giữ vô lượng thọ Phật Cố trì đại nhật tức di đà Mật nghiêm tức cực lạc giả dạ. Điều này nói rõ Quan hệ Giữa tịnh độ và mật tâm Là một không phải hai Mục tiêu phương hướng hoàn toàn tương đồng Chỉ là phương pháp tu hành không giống nhau Quý vị nghĩ xem phương pháp nào tốt Có thể giảng sanh thế giới cực lạc Thì phương pháp nào cũng tốt Mục đích là giảng sanh thế giới Tây Phương Mục đích là thân cận Phật A-di-đà mật tông là y theo đại nhật như lai đại nhật như lai chính là phật a di đà tịnh độ tông mỗi ngày niệm phật a di đà chính là niệm đại nhật như lai điều này nói lên phương hướng và mục tiêu của mật tông và tịnh độ là một không phải hai Hữu dân mật nghiêm tình độ Siêu chư Phật quốc Như vô di tận Bất đồng di trần Bốn câu kinh gian này Vô cùng quan trọng Nói với chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạc và mười phương thế giới không giống nhau Trong Kim Kim Cang nói Quốc độ của tất cả mười phương chư Phật Như cõi phương tiện, cõi đồng cư Đều là chúng di trần Là tượng hợp nhất Nhất chính là di trần Nên nó là Pháp sanh diệt. Nó là Pháp duyên sanh. Duyên tụ thì hiện. Cảnh giới sẽ hiện tiện. Duyên tạng. Cảnh giới sẽ không còn. Nhưng thế giới cực lạc không phải là chủng di trận. Nó là vô gì gì tánh Hay nói cách khác Nó là pháp tánh hiện ra Nên trong giáo lý Đại Thừa gọi nó là Cõi Pháp Tánh Thân Pháp Tánh là từ trong tự tánh hiện ra nó không có hiện tượng sanh diệt như giới khoa học nói nó không phải là hiện tượng dao động lý luận của khoa học nói rằng nếu không phải dao động thì quyết định không thể hình thành Thị giới Tây Phương Cực Lạc rất đặc thù Không phải hiện tượng dao động Nên nó không có sanh diệt Có người ở thế giới cực lạc Thật sự trường sanh bất lão Qua cỏ ở thế giới cực lạc Luôn luôn tươi tốt Cây không khô Lá cũng không rụng Thế giới cực là không có bốn mùa Quý vị nên biết rằng Bốn mùa là biển hóa Có biển hoa thì không có thật Dĩ nhiên không có biến hóa mới là thật người thế gian chúng ta đều biết mùa xuân là đẹp nhất thế giới cực lạc diễn diễn là mùa xuân sơn hà đại địa của thế giới cực lạc không có núi lửa bộc phát không có động đất không có sóng thần không có khô hạn không có thủy tai không có bất cứ thiên tai nào mưa hòa gió thuận gió ở đây không phải là không khí đối lưu nó là đức phong do tánh đức biến hiện ra nên gió sẽ không tạo thành tai hại Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Chúng ta nhất định không thể dùng những thứ nơi thế giới chúng ta Mà so sánh với thế giới cực lạ Thì sẽ sai làm lỡ Vì sao? Nguồn gốc không như nhau Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Sự hưng khởi của nó Là a lại gia biến hiện Chính là ba tướng di tị của a lại gia Ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh Năng lượng là nghiệp tướng của a lại gia Tin tức là chuyện tướng của a lại gia Vật chất là cảnh giới tưởng của A-lại gia Hiện nay các nhà khoa học đối với những điều này Cũng nói rất rõ ràng, rất minh bạch Nói dạng pháp dai không Bất luận là hiện tượng vật chất Hay hiện tượng tinh thần Cho đến hiện tượng tự nhiên Đều không thể trụ được lâu dài Đều là pháp sanh diệt Đều là pháp nhân duyên sẵn Trong Trung Quảng nói Nhân duyên sợ sanh pháp Ngã thuyết tức thị không Trong Kim Kim Càng nói Nhất thiết hữu di Pháp như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện Ứng tác như thì quan Cách nhìn này là chính xác Chư Phật Như Lai nhìn thấy Chân tướng là như vậy Các nhà vật lý học hiện đại và các nhà lượng tử lực học họ cũng nhìn thấy Cần hoàn toàn tương đồng với những gì trong kinh Phật nói dưới đây nói hữu mật nghiêm pháp tàng sơ trong chú dạy của pháp tàng đại sư nói mật nghiêm độ giả Tức thị chư Phật tha thọ dụng độ Hữu dân Kim thử mật nghiêm Đảng ư thanh tịnh như lai Tạng tâm chi sở hiện Trong chú giải của Pháp Tạng Đại Sư Nói như vậy Mật nghiêm độ giả Tức thị chư Phật tha thọ dụng đồ Không phải là quậy tự thọ dụng Chư Phật như lai tự thọ dụng đồ Chứ vị nhất định phải biết thường tịch quan độ là tự thọ dụng hai thọ dụng là gì pháp thân bồ tát tập khí vô thị vô minh của họ vẫn chưa đoạn họ không vào được thường tịch quan không thể đem một chút tập khí nào vào thường tịch quan nên họ tạm thời trú ở cõi thật bao Cõi thật bao là hoàn toàn Do oai lực của Phật hiện ra Cũng là Tự tánh của mỗi vị Pháp Thân Bồ Tát hiện ra Đạo lý này cũng giống như chúng ta vậy Chỉ cần nói đến Phật Thì mọi người chúng ta Ai cũng có phần Đạo lý này nhất định phải hiểu Còn nếu không hiểu thì Sẽ không biết được Trong kinh Phật đã nói những gì Những lời dạy của Phật trong kinh Với chúng ta có quan hệ gì Nếu ta thật sự đã hiểu Đã rõ ràng Thì ra mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật Có quan hệ mật thiết với chính mình Vì sao? Vì trong kinh nói thể tướng dụng của tự tánh. Nói như tánh vô gì Đây là nói tự tánh thể nói mật nghiêm tịnh độ đó là dụng cung cấp cho pháp thân bồ tát đạo tràng tu tập câu ở dưới nói rất hay mật nghiêm này là Thanh tịnh như lai tạng tâm chi sở hiện Này thanh tịnh như lai tạng tâm Còn có một cái bất thanh tịnh như lai tạng tâm Nên như lai tạng có hai phần Một là phần thanh tịnh Một phần là không thanh tịnh Phần thanh tịnh là thật Là tự tánh Phần không thanh tịnh Đó là giả Là A Lại Gia Thức Nên A Lại Gia Là một nửa chân Một nửa giọng Một nửa chân hiện ra Cõi bao của 41 vị Pháp thân đại sĩ Phần nhiễm ô của a la già Nó cũng hiện Hiện mười Pháp giới y chánh trang nghiệm Vì chúng sanh mê muội tự tánh họ tu hành tạo nghiệp cũng là cõi thọ dùng họ ở đó ngày nay chúng ta nói trong vũ trụ có vô lượng vô biên tinh cầu Tín cầu này từ đâu mà có Từ tự tánh biến hiện ra Rời tự tánh Thì không có pháp nào nữa Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Những hệ tín cầu này hoàn toàn Đều là hư vọng Không có cái nào là chân thật Nên Đức Phật dạy chúng ta Người thật sự thông minh người thật sự có trí tuệ cần phải trở về với pháp tánh như vậy là đúng cần phải thật sự buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thân thể ở nơi này Là hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đây chính là nói Tất cả đều tùy duyên Trong tùy duyên Hiện ra diệu dụng Việc đầu tiên trong diệu dụng là thúc đẩy việc niệm phật một cách thanh thật diệu dụng của niệm phật thành thật là số một trong tất cả diệu dụng không gì có thể so sánh được vì nó thật sự rất đơn giản rất dễ dàng dựng chắc nhanh chóng thật sự có thể buông bỏ, thật sự phát vô đề tâm, thật sự nhất tâm chuyên niệm, đó chính là những gì các bậc cổ đức nói, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm, niệm niệm Phật. Chúng ta trực tiếp khai thông với Phật A Di Đà, không có chút chứa ngại nào. Nếu nhất tâm cầu Phật cầu nguyện giảng sanh bất cứ lúc nào đều có thể đi tự tại biết bao ở thế giới này không cần nghĩ đến bất cứ điều gì buông bỏ tất cả Vì quan pháp lợi sanh Cũng không cần để trong lòng Vì quan pháp lợi sanh Cũng tùy duyên Có duyên thì làm Không có duyên thì thôi Không để trong lòng Như vậy tâm mới được tự tại Tâm mới thanh tịnh Để trong lòng Nhất định phải làm như thế nào Cái đó làm ra sao Như vậy là sai Là đang tạo nghiệp phật bồ tát làm và chúng ta làm khác nhau ở chỗ nào chẳng thể không biết phật bồ tát không tạo nghiệp phật bồ tát làm gì không có bản ngã không có tự tư tự lợi không có danh văn lợi dưỡng không có tham sân si mạng Cũng không có công đức phước đức Hoàn toàn không có Tâm Chúng các ngài là... hoàn toàn thanh tịnh Hoàn là... toàn bình đẳng Cái gì cũng không có Chỉ có chân thành Thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Trong đó không có bất cứ ý niệm nào Đây là chân tâm Chân tâm là tâm Bồ Đề Chân tâm là tâm của Phật a di Đà Chân tâm là tâm của tất cả chư Phật Là nhất thể Như vậy làm sao có thể nghĩ đồng nghĩ Tây được Thanh tịnh đến cực điểm thì trí tuệ sẽ khởi lên. Trong kinh là nghiêm loại tịnh cực quang thông đạt. Quang thông đạt nghĩa là gì? Trí tuệ bát nhã trong tự tánh xuất hiện. Có thể chiếu khắp biến pháp giới hư không giới. Giống như trong tâm kinh Nói về quán thế âm Bồ Tát Quán tự tại Bồ Tát Hành thâm bát nhã Ba la mật đa thời Chiếu kiến ngũ uẩn dai không Độ nhất thiết khổ ách Kinh bát nhã không dài chỉ có hai trăm sáu mươi chữ nói dung là gì tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều buông bỏ hết đây là bát nhã tâm kinh vì sao phải buông bỏ bởi nhất thiết pháp vô sở hữu bất khả đắc tất cánh không nếu không buông bỏ chính là mê buông bỏ thì không mê tương khác biệt giữa mê và ngộ chính là ở chỗ này Hữu giảng sanh luận diệt Ở đây dẫn chứng lời trong giảng sanh luận Dĩ nhất tâm chuyên niệm Tác nguyện sanh bỉ đắc nhập Liên qua tàn thế giới Giảng sanh luận Dạy chúng ta Nhất tâm chuyên niệm Tác nguyện chính là phát nguyện Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Niệm Phật phải nhất tâm chuyên niệm Suy nghĩ lung tung là không được Phát nguyện giảng sanh có thể giảng sanh chăng Điều đó còn chưa chắc Nếu nhất tâm chuyên niệm phát nguyện giảng sanh Như vậy chắc chắn được sanh Trong xã hội hiện nay Phật Pháp có tám dạng bốn ngàn Pháp môn Vô lượng Pháp môn Tất cả đều buông bỏ vì sao? Vì không còn kịp nữa Cần phải học Liên trì đại sư Lời này là Liên trì đại sư viết trong trúc sông tùy bút Trong những năm về già Ngài nói tam tạng 12 bộ kinh Là để cho người khác ngộ Quý vị ai có hứng thú thì ngộ đi bát dạng tứ thiên hành Nhiêu giữ tha nhân hành Tám dạng bốn ngàn pháp môn hành trì Quý vị thích tu pháp môn nào thì tu pháp môn đó Chính Ngài đã buông bỏ Nhất tâm chuyên niệm Cầu sanh tìm đồ. Ngài đã thành công Ngẫu ích đại sư cũng như vậy Lúc còn trẻ Ngài học rộng hiểu nhiều Đặc biệt Ngẫu ích đại sư Quý vị xem Ngài đã lưu lại bao nhiêu trước ta? Hơn hai mươi loại. Tuổi chưa già, Ngài đã duyên tịch. Các ngài Đều là người tái sanh Đều là chư Phật Bồ Tát Vì chúng ta mà thị hiện Nên chúng ta phải thấy Phải lãnh hội được mục đích các ngài Đến thế gian này Thuật ngữ của nhà Phật gọi là Đến để truyền đăng họ tiếp nhận phật pháp của đời trước rồi truyền thừa cho đời sau hiện phật pháp ở thế gian được truyền từ đời này sang đời khác không đến nỗi đoạn tuyệt truyền cho ai đương nhiên là cho người có duyên không có duyên thì chẳng được duyên nhiều thì truyền thêm vài người duyên ít thì truyền ít lại vài người một người cũng được như vậy pháp sẽ không đoạn tuyệt đặc biệt Liên trì đại sư và ngẫu ích đại sư Ở trong thời đại thiên chúa Lúc đó Định độ tông suy yếu Pháp môn niệm Phật Chỉ dạy cho những bà lão Phân tử tri thức Đều coi thường người niệm Phật Thiền tông giáo môn hưng thịnh Nhìn thì thấy hình như Phật Pháp rất hưng thịnh Nhưng kỳ thật Thật sự liễu sanh thoát tử không được mấy người Nói cho quý vị biết Không ra khỏi luân hồi Không thể quay là thành tựu vượt ra khỏi luân hồi lục đạo mới được xem là thành tựu không giảng sanh thế giới cực lạ nhưng vượt ra khỏi luân hồi lục đạo là chứng a la hán là đại thừa bồ tát như trong kinh hoa nghiêm nói là thập tín bồ tát chứ không phải là thành tựu lớn lao gì pháp môn tịnh độ thù thắng biết bao Người vừa giảng sanh Chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát Hợp tính làm sao có thể sáng được Nên Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Vì một nguyên nhân duy nhất Là sợ Phật Pháp đoạn diệt Nên các ngài đã đến thế gian này Ngẫu Ích và Liên Trì Đại sư xuất hiện ở thế Cái gian vào cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh. Từ thời đại đó đến nay đã 400 năm. Trong 400 năm này có biết bao nhiêu người niệm Phật giảng sanh. Công lao này không thể không xem là nhờ liên trì và ngầu ích Đại sư. Đến Năng Dân Quốc, giai đoạn cận đại, thì ấn quan Đại sư xuất hiện. cư sĩ hà liên cư và cư sĩ mai quang hi người truyền thừa của họ là cư sĩ hoàng niệm tổ cư sĩ lý bỉnh nam người đài loan đời đời tương truyền duyên của chúng ta rất thù thắng rất khó có được quan niệm tổ đem chú giải này truyền cho tôi năm đó tặng cho tôi cuốn sách này là in dầu nến in dầu giấy thì có thể in được bao nhiêu phần chỉ có khoảng một trăm hai một trăm ba mươi phần nhiều hơn nữa sẽ không rõ ràng đại khai quan niệm tổ đã chọn bản in dầu niệm tốt nhất chữ có thể xem rõ ràng Ông chỉ đem một bộ đến Mỹ Và tặng cho tôi Cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Loan Giảng bộ kinh này Ông có viết chú giải bên lề Bản này cũng đã cho tôi Chúng ta có sứ mạng Tiếp nhận chiếc gậy này và truyền trao lại cho người đời sau người đời sau đã xuất hiện nên tôi cảm thấy vô cùng an ủi vì sao đã có thể đi vì đã có người nhận chiếc gậy này chưa có người nhận chiếc gậy này thì không thể đi nay đã có người tiếp chiếc gậy này việc quan trọng nhất của chúng ta ngày nay là hoàn thành diễn nghĩa kinh vô lượng thọ Để nhất đại kinh của tịnh độ tâm có bản hội tập Hoàn thiện viên mạng Có khoa hội Có chú giải của quan niệm tổ Và có lần diễn nghĩa này Pháp môn này về sau Phát triển rộng rãi Chúng ta có thể mong muốn điều này Vì sao? Bởi nó được chư Phật hộ niệm Được chư Bồ Tát hộ trì Xuất hiện trong thời đại này Là đem đến cho thế gian này Thông tin chánh pháp Trụ thị lâu dài Đem đến ánh sáng vô hạn vướng đức vô lượng Tất cả chúng sanh Đều y theo bộ kinh này Thì có thể liễu sanh thoát tự ra khỏi tam giới Đây là sự thật Đặc biệt là người trong thời hiện đại Tin tưởng khoa học Không tin tưởng Phật Pháp Hợp hiếm có Phát hiện và báo cáo Của giới khoa học càng ngày càng tương tự ngày càng tiếp cận với kinh điển đại thừa tương lai tiến đầu tông chẳng những là phật giáo mà đồng thời nó còn là khoa học còn là triết học nữa Nó sẽ được người đời phổ biến khẳng định Y theo kinh điển này tu hành Bất luận là thể Pháp hay Phật Pháp Tức là Pháp Thế gian hay là Pháp Xuất Thế gian Đều có thể đạt được lợi ích Chân thật, thật. Ừ. Duyên mạng Giống như ba loại chân thật mà trong kinh này nói là thực tế Chân thật, trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật Chúng ta nhất định có thể đạt được Điều này trong giảng sanh luận nói Nhất tâm chuyên niệm tác nguyện sanh bỉ Chúng ta có thể đi đến thế giới cực lạc Thế giới liên hoa tạng Chính là thế giới hoa tạng Trong kinh Hoa Nghiêm nói Thiên tịnh mật giáo Là một Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều Nhiều tức là một Một tức là bốn Bốn tức là một Bất luận tu theo pháp môn nào Cuối cùng quay về khẳng định là Thế giới cực lạc, Sanh về thế giới hoa tạng Văn thù phổ hiền Hai vị đại sĩ này Lãnh đạo mọi người giảng sanh thế giới cực lạ Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy hợp Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạ Đó là đội mươi 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong Thế Giới Hoa Tạng mà nói Hữu Kim can đảnh kim diệt Quý thử Phật sát Tận dĩ kim can tự tánh thanh tịnh sở thành Mật nghiêm hoa tạng Đây là nói đến cả thiền và mật Chỗ gì của thiền là hoa tạng Chỗ về của mật là mật nghiêm Giai biểu cực lạc tức mật nghiêm hoa tạng Giai thanh tịnh như lai tạng tâm chi sở hiện Kim càng tự tánh thanh tịnh sở thành Đến đây những gì có thể nói đều đã nói rõ ràng chúng ta có hiểu được hay không đây mới là thiên chúa chúng ta có thật sự lãnh hội được chăng thật sự lãnh hội được sẽ đoạn nghi sanh tính Nắm chắc một lòng Chuyên niệm không buông. Chúng ta niệm Phật chính là tham thiền Chúng ta niệm Phật chính là trì chú Thiền và mật ngay trước mắt Chúng ta còn có động tâm chăng Không động tâm vì biết rằng thành tựu của ta Chính là thành tựu của thiền Chính là thành tựu của mình Trong đại tập kinh Đức Thế Tôn nói Pháp mô niệm Phật Chính là Thiền vô thượng thậm thâm di diệu Đức Thế Tôn đã nói như thế từ trên nguyên lý mà nói là buông bỏ hết nếu tham thiền mà không buông bỏ tất cả pháp trong thể xuất thế gian thì làm sao mà tham thiền quý vị phải hiểu rõ chữ tham này Tham có nghĩa là gì? Rời tâm ý thức Gọi là tham Tâm là khởi tâm đồng niệm Ý là mạng na Là chập trước Thức là đệ lục ý thức Là phân biệt Tham thiền là thế nào Buông bỏ Khởi tâm động niệm Buông bỏ phân biệt Buông bỏ chấp trước Gọi là tham Mật cũng không ngoại lệ Tam mật tương ưng Miệng niệm chú Ý quán tưởng tay bạc ẩn Dùng phương pháp này Mục đích của nó cũng là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Cùng một đạo lý Nhưng dùng phương pháp không giống nhau Tỉnh Độ Tông dùng phương pháp Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm nhưng vẫn phải buông bỏ Quý vị cần phải biết Thiên và mật không buông bỏ Thì nhất định không nhập vào được cảnh giới của nó Tịnh độ tông cũng như vậy Nhưng nó có phương tiện Có được lợi ít lớn Nghĩa là ta chưa có thể hoàn toàn buông bỏ Chỉ buông bỏ chút ít Nhưng có thể giảng sang Gọi là đới nghiệp giảng sanh Thiền không có đới nghiệp Mơ cũng không có đới nghiệp Chỉ có tịnh độ cho phép đới nghiệp Công phu của thiền được thành phiến cũng vô dụng Vẫn phải lưu chuyện trong luân hồi lục đạo phải sự nhất tâm bất loạn Mới có thể chứng quả a à la hán vượt ra khỏi lục đạo Còn có tứ thánh pháp giới Phải tu từ từ duy chỉ có tịnh độ tâm Công phu chưa miên mật Cũng có thể giảng sanh Sự nhất tâm lý nhất tâm phàm phu không dễ đạt được nhưng công phu không miên mật phàm phu mỗi người đều có thể thành tựu vấn đề là ta có chịu hành trì hay không nếu chịu thực hành không có ai chẳng thành tựu công phu miên mật là thế nào trong tâm chỉ có phật a di đà Ngoài Phật A Di Đà ra thì hoàn toàn không có gì nữa Gọi là miên mật Công phu thành phiến Ngoài Phật A Di Đà ra còn có ý niệm khác là không được Như vậy khi giảng sanh không được chắc chắn Khi làm chung chỉ xem dần mà Như vậy là sao? Là nhân duyên Thêm chốt là nhất niệm khi lâm chung công phu miên mật và nhất niệm khi lâm chung mới chắc chắn bình thường đã luyện thành không có tạp niệm ngoài phật a di đà ra thì cái gì cũng không có như vậy khi lâm chung nhất định nắm chắc phần giảng sanh khi lâm chung thể hiện điều gì Đó là nhân duyên của mỗi người Những điều này đều để cho chúng sanh thấy Để người khác nhìn Còn với chính mình thì không liên quan Đều là giúp người khác sanh tính tâm Thêm chánh niệm Tăng cường thêm nguyện vọng của họ Đối với tịnh đồ chỉ như vậy mà thôi Nên khi sắp lâm chung Đứng chết, ngồi chết hay nằm thiết tường Hoàn toàn là do nhân duyên Tất cả đều có thể làm được Những chuyện này chúng tôi Đều phải tận mặt Nên không phải dạ. giả Hơn 40 năm trước Có bà lão ở Đài Nam Đài Bắc Niệm vật ba năm và đứng giảng sanh Tôi nhắc lại việc này Bây giờ ở đây vẫn có người bị làm chứng giúp tôi Lời Pháp Sư nói là thật Thời gian không dài Chỉ có ba năm Nhất tâm chuyên niệm Là đã thành công Biết trước giờ chết không sanh bền Khi giảng sanh là buổi tối Khoảng giờ ăn cơm Bà không nói với người nhà chị nói với người nhà các con ăn trước đừng đợi mẹ mẹ đi tắm một chút nhưng con trai con dâu trong nhà rất hiếu thảo nên vẫn đợi đợi rất lâu nhưng không thấy mẹ ra họ đi xem thật sự đã tắm xong nhưng không thấy người đâu nên họ đi tìm Nhìn thấy trong chánh điện Bà mặc y phục rất tề chỉnh Bên ngoài khoác áo tràng Trên tay cầm tràng hạt Đứng đối diện tượng Phật Gọi bà ta không trả lời Xem kỹ thì bà đã giảng sanh Bà không nói với người nhà Sợ người nhà kinh hoàng Làm chướng ngại bà Nên không nói Khi mọi người phát hiện thì bà đã đi Đây không phải là giả Tuy không nói với người nhà rằng Phật a di đà định tiếp dẫn bà Nhưng thật đã tiếp dẫn đi Người nhà niệm Phật Nghe nói đoàn tượng khi giảng sanh Không nhìn thấy được Bây giờ biểu diễn để người khác thấy Cảm động biết bao nhiêu người Bà lão này ba năm trước mê tín Cũng không hiểu gì Phật Pháp lại Phật Bồ Tát cũng lại Quỷ Thần lại hết. Ba năm trước con trai cưới vợ, con dâu bà hiểu Phật pháp, khuyên bà không nên lễ lại lung tung, chỉ nên chuyên lệ bái Phật A Di Đà. Trong nhà thờ Quỷ Thần đều mời ra hết. Chỉ duy nhất một bộ kinh Di Đà Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Chắc chắn có lợi ích Không ngờ chỉ mới ba năm Đã có lợi ích lớn như vậy Chúng ta ngày nay đã biết Thế giới Tây Phương Cực Lạc là... Với thế giới của chúng ta không giống như nhau Không phải là di trần chúng Là thành tựu của tự tánh thanh tịnh kim càng Là một phần thuần tịnh tự tánh của A Lại Gia Là thuần chân biến hiện ra Nó không phải là phần ô nhiễm Không giống như mười pháp giới Ngày nay chúng ta học Phật Nếu dùng tâm thanh tịnh trong A Lại Gia Được chăng? Được Dùng cách nào? Chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ hết Chính là dùng phần tịnh của A la Gia Không dùng phần nhiễm hiện tượng của nhiễm là có chấp trước có phân biệt có khởi tâm động niệm đây là nhiễm ô không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước là dùng phần tịnh như vậy công phu không giống nhau, đã được quả báo không giống nhau. Nếu chúng ta có thể chuyển nhiễm thành tịnh thật sự buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc là, là được trang nghiêm. Vì sao? Được sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm Không cần 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị Cũng sanh định thế giới Tây Phương cực lạc Tự nhiên trở thành A-duy diệt trí Bồ-Tát Cộng thêm oai thần bổ nguyện của Di Đà Gia Trì nữa Như vậy mà không tuyệt vời sao Chúng tôi biết người như vậy Đến quả thật bảo Là ghép lớn để vào Hay nói cách khác Quả gì của họ khẳng định Không phải nơi Thập trú gì Vì trong quả thật bảo có 40 vài cực thập trú thập hạnh thập hồi hướng thập địa hướng lên cao nữa mà nói thì họ có thể đã chứng được đạo lý và chân tướng sự thật này không thể không biết biết rồi thì sao nâng cao địa vị Giảng sanh tịnh độ của mình Không biết địa vị giảng sanh của chúng ta thấp Biết thì địa vị giảng sanh cao Đây là gì? Đây là mang theo được Còn tất cả những gì của thế gian đều không mang theo được Phạm những gì không mang theo được thì buông bỏ triệt đẹp Phàm những gì mang theo được nhất định phải tranh thủ Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Lấy thanh tịnh trang nghiêm dược lên trên mười phương Thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạ Dược lên trên quốc độ của tất cả mười phương chư Phật cố dân, oai đức quảng đại thanh tịnh phật độ hai câu này là tán thán thế giới tây phương cực lạc tán thán thành tựu của phật a di đà tán thán thành tựu của oai thần bổn nguyện tán thán những vị bồ tát giảng sanh này Thật sự có thể buông bỏ dòng tưởng Phân biệt chấp trước Để thành tựu tự tánh công đức Thật. Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật